Ok, chào tất mọi người nha. Chào mừng đến với chương 4 của Grand Fit. Hôm nay chúng ta sẽ làm đúng cái run full thôi. Bây giờ là cú đuôi cực kỳ nghiêm túc đấy. Phải lên được hạng 9. Tier 3 luôn là cái đó là cái tier quan trọng nhất. Không phải tier 4 hay tier 5 gì đâu. Luôn là phải ở với tier 3 nhá. Chứ đừng có dùng tier chứ đừng có chạy đến tier 2, tier 1. Thế thì muốn ăn tức ngay. Nên là mọi người cẩn thận nha. Tôi bảo rồi, cái này tôi chỉ đua cho vui thôi. Đua vui thôi. Chưa ta có thích đua thôi. Chưa ta có thích nhận đâu. Nhận thì có rồi. Thì người ta đã đập bách có luôn rồi. Oh fuck. Lại bị ấy rồi. Thôi xong rồi. Chết rồi. Mà mất đi một 11 lần chơi rồi. Không sao, còn hai lần chơi khác mà. Chỉ cần chơi tốt hơn thôi. Hôm trước hôm nay em chị giáo sư của tôi không dạy tôi nên là tôi sẽ dạy bù vào ngày thứ bảy này. Nên tôi phải chơi. Nên tôi phải làm luôn trận. Không thì chết. Vừa nãy em ăn đứt ăn con mẹ nó đứt mới ăn em một ván chơi rồi đấy. Chứ bây giờ mà ăn đứt cả ba thì ai thèm chơi đó. Một lần thua thì hỏng cả quá trình. Giống như cả cái event Looper Bridge Mira tôi vừa chơi đấy. Tôi vừa ăn đứt một cái xong. Bây giờ tôi phải và giảm đau thôi. Chờ xem ai vừa được cái điểm của cái thằng đứng hạng 2 đấy. Nhưng mà không ai cả. Còn tôi thì chắc có thể được may mắn. Nếu tôi giả được may mắn. Để đem đã cả lít ra. Không cay nhưng mà nó cũng bình thường cả thôi. Nhưng mà sẽ có ngày tôi nhận được Mira khác thôi. Có cái một cái ván cơ class nó cần xe hãng C. Xe class C. Và Lamborghini đó. Chỉ có Countach 25 Anniversary. Chỉ có đúng cái con Mira đấy là nhận được thôi. Nó không chả nhận được. Chán. Nhưng tôi nhận được nó vào ngày nào đấy. Không sao. Dự kiến sẽ quay trở lại thôi mà. Tôi đã nằm trong tay 2 sao của con đấy rồi. Chắc tôi sẽ thắng được thôi. Ok. Hạng 10 đúng không nhở? Ừ, hạng 17 điểm đấy. Nghĩa là gì nhở? Nghĩa là nó sẽ vào trong chế độ gần chế độ vận may rồi. Gần chế độ vận may nhá. Trận này phải chơi cẩn thận đấy. Không đứt ngay. Đứt cả trận luôn. Người ta có kinh nghiệm rồi. Nên là người ta sẽ không thể nào mà nên người ta giỏi đúng rồi đấy. Khuyên mọi người nhá, mọi người chỉ nên lọt đúng vào cái bit time nó chạy vào tier 3 thôi chứ đừng có vào tier 2, tier 1 nhá. Mọi người luôn phải quan sát vào gaming with awesome với cái bit time nào chạy được vào tier nào, bit time nào vào tier ấy thì mới chơi được nhá. Chứ đừng có chơi ngu rồi đấy đâu. Tôi chưa bao giờ vào tier 5 cả. Tôi là tên năm tôi nghỉ luôn.
Và khoan, sao không có linh hồn của con đấy vậy? Sao không có con ma, con gốt gốt bitam đấy nhở? Chết rồi, quả này mất điểm rồi, mất điểm rồi. Mất điểm rồi. Thế là mất được bitam rồi. Không sao, một run thôi, chứ ba run thì hơi quá đây. Ui rồi ôi, new bitam hạng 9 luôn. Hạng 9 luôn. Ừ, hạng 9 luôn. Bốt 1 thì hạng đừng hạng 2 này là cái hạng nguy hiểm nhất đấy. Hạng 5 là cái hạng phải cần cù rồi. Ừ, con hạng này hạng nguy hiểm. Hạng này là hạng kinh điển. Còn đây là hạng may mắn. Đây là hạng bá chủ. Sẽ có ngày được nhận key, sẽ có ngày nhận được gói key thôi. Ừ, đấy là hạng may mắn đấy. Đây là hạng kiểu sẽ được nhận key. Ok, đến đây là kết thúc rồi nhá. Và hôm nay chúng ta sẽ bye ở đây nhá. Bye.